Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo à, Hôm nay xin mời các bạn cùng nghe qua một câu chuyện ở Cần Thơ Được em Quỳnh Phương kể lại Và câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng hơn 10 năm rồi Khi đó đó em Hoàng Phương có theo học một cái nghề à, Học chung với một ông thầy dạy cái nghề đó Và ông thầy này đã có vợ rồi Nói sơ về cái gia đình của hai vợ chồng cái ông thầy này chút xíu Thì bây giờ không gọi là thầy nữa mà gọi là dưỡng đi ha Tại vì bạn Phương này nè Kêu cái người vợ là bằng gì cho nên là kêu ông bằng dưỡng luôn Gia đình của dì hai này đó Ông nội của dì hai thì làm một cái nghề là thầy Pháp Và trong cái thời gian đó vẫn còn đang làm Nhưng gia đình của dì hai thì không có theo nghiệp có nghĩa là cái đời đời cha rồi đời của dì hai tất cả mọi người là không ai theo cái người của thầy của ông nội cả nhưng mà có điều cái câu chuyện xảy ra đó là vào cái thời đó là ông nội vẫn còn làm thầy pháp và hiện đang làm khi mà em phương tới lui học ông thầy này nè à ông dượng này nè thì học được một thời gian cái sự quen biết giữa hai bên nó khá là thân thiện rồi lúc đó đó mới được dì hai kể lại một câu chuyện do là em Quỳnh Phương á em cũng tò mò là hồi trước hiện tại hồi trước và hiện tại thì ông nội vẫn còn đang làm cái người thầy pháp thì em tò mò là ờ, giống như dì hai ơi ông nội làm thầy pháp như vậy đó thì có kể cho dì nghe những cái câu chuyện tâm linh hay không ban đầu hỏi thì dì hai không có nói đâu kiểu giống như dì hai nói là ờ bây giờ ông nội còn làm nhưng mà À, đời cha đời chú hay là chị em của gì á Thì không có làm theo cái người đó nữa à, Lúc đó đó thì dì hai không có kể Nhưng mà về sau này thì dì hai có kể một cái câu chuyện Và cái câu chuyện này nè Em Quỳnh Phương nghe và biết luôn cả các nhân vật ở trong đó Cho nên ấn tượng đến tặng bây giờ Là câu chuyện của dì hai kể như thế này Cái thời điểm đó đó ở gần sớm á nói gần vậy thôi chứ thật ra là cũng khá là là hơn cả một km đó chứ phải chơi nha thì ở chỗ đó đó có cái đoàn hội chợ họ về dì hai thì bán nước ở gần cái khu vực hội chợ đó thì bữa đó dì đang bán đâu khoảng tầm 7 giờ mấy tối rồi ở quê mà lâu lâu có cái đoàn hội chợ về đó, thì khách khứa người ta ra vô đi tới đi lui chơi đông dữ lắm vì đang bận biểu với công việc á, thì có một cái cậu nhỏ và cậu nhỏ này đi lại chỗ của dì hai dì hai biết cậu nhỏ này dành lắm à, mình tạm gọi cậu nhỏ này là tên nam ha nhà của bé nam này thì cha đã mất sớm rồi chỉ sống với một người mẹ em nam này có một đứa em nhỏ hơn mình một tuổi và một cái người chị lớn hơn khoảng 2 tuổi gia đình bốn mẹ con là đùm bọc chăm sóc với nhau hoàn cảnh thì cũng khá là khó khăn cái gì hai gặp á nó ủa sao con đi đây giờ này có đi chung với chị hay là mẹ hay không cái em nam mới nói là con đi chơi với bạn mà bạn con nó về hết rồi thì hỏi kỹ lưỡng lại đó thì mới biết được là hồi chiều nè nghe nói là có hội chợ về em nam với những đứa bạn ở xóm mới tụ với nhau lại là đi chơi nhưng mà do khi mà đi chơi á cái dòng người khá là đông phải chen qua lắng lại một hồi thì những cái người bạn đó đi về hồi nào em nam không có biết tại vì cũng mê nhìn cái này nhìn cái kia gia cảnh thì khó khăn đó giờ đâu có được đi đâu chơi nhiều đâu cái gì hai mới nói là thôi bây giờ con ở vòng vòng ở đây chơi đi đợi một lát nữa gì bán xong rồi gì dọn sớm gì về tại vì cái giờ đó là cái giờ đang bán cho khách đông vì hai đó có thể bỏ ngang mà về đưa cái cái em nam này về được mặc dù là gì cũng rất là quý cái, cái cái em này cái em nam này nhà của cái cái em nam này với lại nhà gì thì chỉ cách khoảng tầm uh, hơn trăm thước thôi cái nó cũng gật đầu dạ, dạ dạ vậy đó à, vậy thì con đi vòng vòng đây nghe dì hai lát nữa Chừng nào về xong thì kêu con về nghe à, Dì hai mới ơi à, con đi chơi vòng gần ở đây thôi nha không có được đi xa cứ gần gần sau mà cái tầm nhìn nhìn thấy cái quán của dì để khi nào mà dì thấy khách nó vắng lại đó dì dọn dẹp sớm rồi dì đưa con về cái em nam cũng đi vòng vòng ở đó chơi lâu lâu thì dì hai cũng liếc qua dòm thì cũng thấy đứng gần gần ở đó đó nhưng mà một hồi đó khách khứa nó vô đông quá đi dì hai mới bạn biểu có mình nên nè à, bán của mình nên là cho nên bạn biểu chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui mặc dù là vẫn lâu lâu vẫn dòm một lần nha dòm coi nó 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 còn ở đó hay không tại vì cái đoạn đường từ hội chợ này nè mà đi về tới nhà của nó đó là cách hơn một cây số và cái con đường này nó rất là vắng con nít mà bạn đi ban hôm để đi một mình nó gì cũng hoa không có an tâm bởi vì gì mới dòm nhưng mà do khách nó lúc đó họ đòi hỏi họ kêu quá đi vì bạn biểu lo làm cái lúc đó thì bất ngờ cái em nam này nè kiểu như em sợ mẹ la à, đi chơi với bạn giờ khuya đó ban đi ban hôm mẹ đâu có cho đi khuya như vậy mình tuổi còn nhỏ mà mới 12 tuổi thôi cái em mới sợ quá em tự động đi về em nhớ đường em đi về cái em đi về thì đây là một cái lần đi về có thể nói là định mệnh của cuộc đời của em em nam này nè em đi được khoảng gần nửa cái đoạn đường rồi thì cảm giác trong người của em Nam á đứa con nít cái tâm lý bình thường khi mà nó đi chơi về trễ á thì nó ra cái đoạn đường là nó cắm đầu nó đi không à. Trong đầu nó chỉ nghĩ đơn giản là làm sao phải về thiệt là nhanh để cho ba cho mẹ mình đừng có la, đừng có đánh đòn. Bởi vậy cái 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 đầu của nó không có nghĩ tới cái gì mà sợ sợ hết. Cứ cắm cắm thẳng đường mà đi thôi. Thì tự dưng đi tới đó đó cái nó rợn rợn người theo kiểu giống như là, là, là nãy giờ là đang chăm chú đi mà sao tự nhiên bây giờ lại cảm giác cái người rợn rợn nó kỳ dữ lắm đến độ mà tự dưng em thấy sợ nhưng mà bây giờ thì cũng đã đi tới đây rồi xung quanh đường thì nó nhắn que nó không có một ai cả trời bữa đó thì theo cái kiểu giống như là có chăn mà mà chăn nó khuyết rất là nhỏ cái em cũng kiểu mà mày sợ mẹ la quá đi mới cắn răng đi tiếp chứ không có quay ngược lại thì khi em đi tới thì tự dưng em thấy á cái cây gòn ở bên bên đường á thì cách đường khoảng cái tầm hai thước thôi thì chỗ đó nó có một cây gòn rất là lớn và nó ngã ngang đường luôn nó chặn ngang đường như vậy nè nhưng mà do cái nhánh cây gòn nó, nó lớn quá đó nó chìa qua chìa lại làm sao không biết thì khi mà nó ngã xuống á ở ngay cái giữa đường á, thì cây gòn nó sẽ cách mặt đất nó chổi cây gòn lên cách mặt đất là khoảng tầm hơn nửa thước cái lúc đó đó em nam cũng nhớ lại là lời của mấy cái người lớn sớm người ta nói á, nếu mà đi đường gặp cái cây gì ngã ngang đường vào ban đêm ban hôm á thì mình phải đi ở dưới đừng có đi ở trên nó sẽ bật lên thì cái tâm trí của đứa nhỏ mà người lớn nói làm sao thì nó nhớ nó nghe vậy và bây giờ nó đang sợ nữa nè, thì nó gặp cái trường hợp này á, cái nó mới chui xuống dưới, nó chui xuống cái cái gòn nó đi ngang, mà nó cảm giác giống như là khi mà nó chui á, thì có giống như cái, cái gì đó đó, đang kéo kéo cái chân nó lại, cái nó sợ, thay vì người, mình là người lớn đi, mình có cảm giác đó thì kiểu mà mình giật mình, mình quay qua quay lại mình coi có ai không, nhưng mà cái đứa bé mà cái cạnh nó cứ nghĩ là giống như là có cái cái nhánh những cái, cái nhánh cây gòn đó khiều chân này nọ thôi cái nó cũng không có nghĩ gì và nó chui ngang nó chui ngang cây gòn thì nó cắm đầu nó đi tại vì nó sợ nó nhớ lại những cái lời người lớn nói cái nó sợ thì nó đi 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 được một đoạn á tới gần chỗ đó là phải đi đi qua một cái mương cái mương này thì có một cây cầu người ta bắt để mà đi ngang qua đó đó lúc mà nó bò đó thì chân cẳng nó dơ và nó nhìn xuống ở dưới mương á thì nó định là bước xuống để mà giữa tay giữa chân tại vì con nít mà nếu mà chân tay này nó dơ á đi về nhà thế nào mẹ cũng la nó lo nó sợ cho nên là nó không có có, có nghĩ gì khác hết trơn nó chỉ nghĩ là bây giờ đi xuống nè mình giữa cái chân cho sạch thì tự động nó đang đi nó chuẩn bị bước xuống cái bực để mà đi xuống cái đường nước á thì bắt đầu nghe một cái tiếng nó nghe một cái tiếng kêu rất là quen thuộc và cái tiếng kêu này là của ông nội nó ông nội của bé Nam á thì đã chết 49 ngày trước rồi bữa nay là đúng cái ngày 49 này. nhưng mà lúc đó đó em Nam em nghe nghe cái tiếng ông nội mình kêu cái em mới quay mặt lại nghe rõ ràng là ông nội mình kêu phía sau lưng em quay mặt lại em dòm láo liếc láo liếc hết trơn thì em không có thấy ai cả nhưng mà trong cái thời điểm đó đó em nam không có nhớ là ông nội mình đã chết rồi em nghe tiếng ông nội cái em mới kiếm cái kiểu dòm 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 qua kiếm qua kiếm lại kiếm qua kiếm lại mà không thấy ông nội mình đâu cả cái em mới nói là giống như cái kiểu là con nít mà nó nghĩ nó nghe dầm nó mới quay ngược lại nó tỉnh đi xuống nó, nó giữa chăn tiếp cái nó vừa quay mặt lại thì lần này nó nghe rõ hơn lần trước nữa nam ơi nam nó dạ lên một tiếng <laughs> nó dạ một tiếng rồi nó quay mặt lại kiểu như nó mừng á có ông nội mình thì ông nội sẽ dắt mình đi về nhà cái nó mừng quá nó dạ lên rồi nó quay mặt lại nó dòm nhưng mà cũng như lần trước Nó dòm thì nó không thấy ai Cái lúc này nó mới Trong đầu nó theo kiểu là lúc này nó hơi mơ mơ, mơ mơ hồ hồ rồi nha Nhưng mà nó không có biết Nó cứ kêu là nội ơi nội ơi nội ở đâu Nội dẫn con về nội ơi Mà nói cái giọng miếu miếu như muốn khóc vậy đó Cái nó đi ngược lại Đâu khoảng 5-7 thước vậy đó Nó dòm tới dòm lui nó kiếm ông nội Mà nó kiếm đâu có thấy đâu Nó kiếm một hồi, nó kêu một hồi á, vẫn không nghe ông nội mình trả lời hay xuất hiện gì cả cái nó mới quay mặt lại nó bước xuống cái chỗ mà nó giữa chân đó. không hiểu sao lúc đó trong đầu nó lại muốn giữa chân chứ nếu mà thông thường á một cái đứa bé mà nó nó nghe cái tiếng kêu như vậy mà nó quay lại mặc dù nó là nó không nhớ là ông nội nó nó đã chết nhưng mà nó quay lại nó không gặp và nó kêu liên tục không ai trả lời nó thì thường thường nó sợ nó sẽ khóc nó sẽ la hay gì đó nhưng mà lạ một nỗi đó thì trong tâm trí của em nam lúc này là em cứ nghĩ trong đầu là bây giờ mình phải giữa chân, phải giữa tay Giống như ai khiến ai xui vậy đó Cái em mới bước xuống cái bực đầu tiên Để mà đi xuống cái mé mương Giữa chân, giữa tay của mình Cái lúc đó em cũng bước xuống được tới đó nha Cũng ngồi vững lắm Và cái con Cái con mương này nè Nó cũng không có quá lớn cái em mới giữa và giữa từ 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 cái chân giữa lên cái tay tới khi mà giữa xong hai cái chân và giữa bắt đầu giữa tay đó nha một đứa bé mà ban đêm ban hôm ở trên cái đoạn đường vắng tanh vắng que xung quanh cây cối mù tịch hết trơn mà nó đứng nó giữa thì cái âm thanh tiếng nước á, phát lên tay nghe nghe dạo rạo 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 nhưng mà lúc này em Lam lại nghe thêm một cái âm thanh khác từ phía bên bờ sộp 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 sộp. Em mới ngước mặt em dòm lên thì tại cái bờ đó đó. Hai cái bờ mà mương này nè, nó chỉ cách nhau cái cầu khoảng cái tầm là hơn 3 thước thôi. Thật sự ra cũng không có phải là dài là lớn gì cả. Ở bên đầu mương đó đó, nghe sộp 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 tới khi mà em dòm lên thì em thấy rõ ràng. Có một con rắn mà cái con rắn này nó màu mè tùm lum hết trơn nghe. Trong cái đêm tối mà em thấy rõ ràng nó cả chiếu cả chiếu cả chiếu á Và nó bơi trên mặt nước Nó bơi rất là nhanh Bơi vẽ nước bơi dù 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 chỉ có 3 mét thôi thôi Cho nên là nó bơi khá là nhanh đã qua tới cái chỗ của em Nam rồi Cái lúc đó em Nam em sợ quá đi Cái tâm trí á Nó không còn bình tĩnh để mà phải la lên nó chạy lên bờ Gặp rắn là phải chạy lên chứ nhưng mà con rắn này nó lạ lắm. Nó chiếu 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 mà cứ như vậy nó chạy thẳng tới cái tay của em. Trong khi đó là em Nam đang sợ nghe, cái tay thì cúi xuống lau 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 uh, giữa giữa vậy nè, còn cái mặt thì ngước lên dòm con rắn. Tới khi mà con rắn nó lướt tới một cách rất là nhanh. Nó chạy tới nó cắn vô cái tay của em Nam. Rồi nó 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 quay ngược lại nó bơi nó rẽ nước nó nó chạy mất tiêu luôn. Tới khi mà nó chạy mất tiêu á thì em Nam lúc này á làm mới bình tĩnh lại mới định thẳng lại được cái em cũng khóc miếu máu khóc dòm vô cái tay của mình á hồi xưa nghe lúc nhỏ đó thì nghe người ta nói rắn cắn á, gặp rắn là con nít là phải chạy xa ra thì em nhớ như vậy em biết là rắn có độc cho nên em mới sợ em lấy nước em dạo dạo cái tay cái chỗ mà con rắn cắn hồi nãy đó em dạo 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 em coi kỹ luôn mà em không có thấy một cái miếng máu nào chảy ra cả em cố gắng em dòm cho thiệt là kỹ cũng không có thấy một cái dấu răng gì hết thay vì con rắn đó, nó có độc hay không có độc thì khi nó cắn vào tay thì ít nhất nó phải để lại cái dấu răng mà hồi nãy rõ ràng là em nam bị cắn vậy mà sau đó, cái lúc mà bị cắn đó, thì thậm chí mơ hồ mơ hồ chưa nghe thì tự dưng cái một hồi á con rắn nó bò quay lại nó bò ngược đi chỗ khác thì em nam mới bình tĩnh lại, bình tĩnh lại rồi thì coi cái dấu tay của mình nè, không hề có một cái dấu vết của con rắn cắn gì cả. Lúc này thì sợ rồi, cái không có nghĩ ngợi gì, chạy lên trên bờ định là đi lẹ lẹ về nhà để cho mẹ mình coi coi làm sao, cái em mới đi qua được cái cầu đó. rất may mắn là lần đó em đi qua được cái cầu, em đi qua hai cái cầu em đi về tới nhà, gần tới nhà nha thì cái đoạn đường mà vô tới nhà đó thì chỉ còn cách khoảng 10 thước nữa thôi đi được khoảng 10 thước nữa thì có thể quẹo vô cái cái, cái hướng nhà mình á đi thẳng vô khoảng mười mấy thước rồi tới trong nhà mình có nghĩa là cái chỗ của em Nam đứng khi đó đã quá gần với nhà mình rồi trong tầm mắt ngay nhà mình rồi thì nhà của cái em Nam này nè nhà lá lụp sập thôi ở cách mặt đường khoảng mười mấy thước và trước cửa đó đó trước cửa nhà đó cỡ 10 thước á, thì có một cái cây đa cây đa này nó nó mọc lâu lắm rồi và nó rất là lớn là khoảng cái tầm mà hai người lớn mà hoành tay ôm đó, thì mới giáp được cái cây đa này chỗ em nam đang đứng hiện tại là phải đi thêm 10 thước nữa mới quẹo vô cái cái nhà mình quẹo vô cái đường đi vô nhà mình là phải quẹo thêm mười mười mấy thước nữa đó thì có nghĩa là khi mà đi thêm 10 thước quẹo vào năm uh, thước nữa sẽ tới cây đa thì lúc này á em nam đang đi 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 gần tới nhà mình rồi mừng quá rồi thì em thấy á, chỗ cái cái chỗ đường á kế bên cây đa đó có một cái bóng đứng cái bóng này thì đứng quay mặt dòm vô trong nhà cái em nam mới đi lại gần tưởng là 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 hai là, là đó bạn bè mình hay gì nó đi về trước cái mới đi lại gần nhưng mà khi đi lại gần đó thì thấy cái bóng này đang dòm lên cây đa quay lưng lại với em chỉ có cái là em thấy mờ mờ lờ mờ lờ mờ à em thấy không có rõ cái cái này thì cũng lớn hơn mình chút xíu thôi cái bóng này lớn hơn mình chút xíu chứ không có lớn hơn nhiều lắm thì bởi vậy em mới nghĩ là mấy đứa bạn của mình cái em mới lên tiếng em hỏi á sao máy bay đi về rồi máy bay không vũ tao hỏi xong cái câu đó thì cái người đó không có trả lời đồng thời em nam cũng đi gần tới rồi chỉ còn cách khoảng hai ba bước chân nữa thôi cái em nam kiểu mà sững người hết trơn á lạnh lên lạnh, lạnh cả người luôn thì hồi nãy đó em nam dòm thì thấy cái bóng này lớn của mình chút xíu à nhưng mà khi đi tới gần chỉ còn hai bước thôi thì thấy cái bóng người này lớn đâu cũng gần gấp đôi mình cái thấy lớn cái mới hỏi là chú ơi sao chú ở đây làm gì nhà chú ở đâu thì tự dưng cái bóng đó đó lúc này đó nghe lúc nãy giờ là đứng ngước mặt dòm lên cây đa nhưng mà bây giờ lại quay mặt dòm lại em dòm lại em chút xíu thôi là khoảng chừng hai ba giây thôi cũng không hề trả lời em một tiếng nào cả từ từ quay mặt ngược trở lại cây đa có đều vẫn như cũ mặc dù cái người đó quay mặt lại giờ mà em nam mà em nam cũng không có nhìn rõ khuôn mặt đó là ai không nhìn rõ mặt nó lờ mờ lờ mờ à cái em mới sợ em mới đi ngang đi thẳng như trong nhà đi vô tới trong nhà đó thì đó là người mẹ cũng lo ngồi ở ngoài trước nhà cứ chờ chờ hoài mà con mình cũng còn đứa con nhỏ này nọ là phải cho ăn cho uống các kiểu đâu có thể mà đi kiếm nó được phải đợi dỗ cho hai đứa này nó ngủ rồi thì mới đi kiếm em nam về được lúc này thấy em nam từ phía bên ngoài đi vô mặt mày xanh xao cái kiểu như sợ gì đó người mẹ tuy là lo nhưng cũng mừng vì con mình nó về nhà rồi cái mẹ mới chạy ra trời ơi nam con đi đâu mà tới giờ này mới về vậy thì em lúc này em cởi lại và em đưa cái tay của mình cho mẹ coi em nói mẹ ơi hồi nãy con đi chơi với bạn mẹ đừng có la con nghe Ồ à, mẹ không la con đâu Thôi nhưng mà mẹ mốt con đừng có đi chơi như vậy nữa Ban đêm ban hôm không có được đi nghe con à, Dạ mẹ ơi Con đi về đó Con thấy như vậy như vậy Và em Nam cởi lại tương tặng mọi chuyện Từ cái, cái gòn ngã Cho tới cái lúc mà nghe ông nội Kêu từ phía sau quay mặt lại Thì không có ai cả Em Nam cởi lại tương tặng mọi chuyện Và cái lúc mà em Nam cởi tới cái vụ con rắn đó cái người mẹ giật mình Trời ơi con 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 bị rắn cắn hả Đau râu vô đây mẹ coi coi xem mặt mày con xanh xao hết trơn nè Thì người mẹ lúc đó thấy mặt mày con mình từ phía bên ngoài đi vô Mà mặt, mặt mày nó xanh xao hết trơn á Mà bây giờ nghe nó bị rắn cắn nữa Cho nên mới lo Mới sợ là lỡ mà con rắn nó có độc thì sao Cái mới lặt đặt kéo nó lại cái chỗ cái đèn á Lấy cái đèn dầu đi đem xuống Và coi xung quanh cái tay nó luôn Nhưng mà cũng như bé Nam Người mẹ này coi cỡ nào coi coi hoài, coi hoài mà không có một cái dấu răng gì cả. Mặc dù là em nam này nè, hồi trước tới bây giờ là không có dám nói láo với mẹ. Dù cho em sai, em đi chơi này nọ em sợ, nhưng mà giờ em vẫn nói thật, không mà dám nói láo. Cái người mẹ mất hỏi kỹ lại là con bị cắn chỗ nào. Em nam chỉ vô là ở trên cái tay của mình ở chỗ cái chỗ mầm mắt cá tay đó lúc mà em nam đưa cái tay xuống giữa rửa và gặp con rắn thì sợ quá để y nguyên như vậy thì bị con rắn nó cắn ngay đó luôn người mẹ cố gắng kiếm thiệt là kỹ thậm chí bà còn cái người mẹ đó còn rạch cõi áo con ra mà rạch xung quanh cái tay phải tay trái gì coi sạch hết trơn á cũng không có cái dấu gì hết mà lúc này thì giống như là có mẹ mình ở đây rồi em nam mới đỡ sợ lại và mẹ mình nói là không có la không có đánh tâm trí nó lúc này mới định thằng lại nó không có sợ nữa cho nên là khuôn mặt cũng không còn xanh xao gì cả lúc này á thì người mẹ mới an tâm mới đem nó vô trong nhà rồi tắm rửa cho nó cho nó ăn uống xong rồi dỗ nó đi ngủ mọi chuyện trong cái khoảng thời gian này nè thì thấy nó hoàn toàn bình thường không có bất cứ một vấn đề gì cả nếu mà nó bị rắn độc hay là rắn gì cắn đó có biểu hiện là cái người mẹ sẽ biết liền cái đêm đó mới vô trong buồn sợ biết nó nó, nó sợ đó nó lo cái người mẹ mới dỗ dành cho nó ngủ và khi nó ngủ rồi thì người mẹ cũng chưa có ngủ nữa cứ đi ra đi vô một lúc á thì cũng đi vô coi coi nó có biểu hiện gì khác hay không hầu như cái đêm đó là người mẹ không ngủ đến cái độ mà khuya khuya đó tự dưng cái người mẹ này nè lại có một cái cảm giác là hình như phía bên ngoài nó có ai đứng dòm vô cái mới quay mặt dòm ra ngoài thì thấy ở gần cái đa đó có một cái bóng. Cái bóng này đứng dòm vô trong nhà. Thì người mẹ mới hỏi ai đó ai đó thì không có trả lời, tới khi mà người mẹ đi ra tới vừa ra khỏi nhà thôi thì cái bóng đó biến mất tiêu. Cái người mẹ cũng nghĩ là ờ chắc là do ai đó đi qua đứng ngay đây vậy thôi chứ cũng không phải là cái gì hay hoặc là mình dòm mình qua mắt vậy thôi chứ chỗ cây đa của mình hồi trước tới bây giờ đâu có cái gì đâu và thật sự cái người mẹ lúc đó là không nghĩ cái chuyện ma cỏ đó tại trước cửa nhà mình mà hồi trước tới bây giờ là không hề xảy ra một cái việc hiện tượng tâm linh gì cả cái người mẹ mới đi vô nhà đóng cửa và đi ngủ tại lúc đó cũng quá khuya rồi ngủ cho tới sáng thì cái việc làm kinh tế cho, <laughs> kinh tế trong gia đình nó chủ yếu là dựa vào người mẹ này chứ những cái đứa con á nó là đứa lớn thì cũng 14 tuổi nó chỉ giữ em được thôi đâu thể làm được cái gì cái người mẹ mới đi và mỗi sáng là phải đi làm cho thiệt là sớm buôn bán vất vả dữ lắm luôn để nuôi ba đứa con của mình khi mà người mẹ đi làm rồi đó cũng có dặn cái người con lớn á là con là chị con phải coi mấy đứa em không có cho em đi chơi nữa nha hồi tối hôm thằng nam nó đi chơi khuya đó con phải giữ em nghe chưa thì cái người chị này nè thì ở nhà cũng có thể nấu cơm đồ phụ mẹ đợi mẹ đi bán xong chưa đó, thì cái người mẹ về và làm đồ ăn này nọ thì ăn cơm ăn cơm xong là người mẹ lại tiếp tục đi bán nữa còn những cái hôm mà hàng nhiều á thì người mẹ sẽ dặn trước là bữa nay mẹ đi mẹ không có về, à, con ở nhà nấu cơm, nhà mẹ làm đồ ăn sẵn rồi, con hâm lại, con cho mấy em ăn. thì cái người chị sẽ làm y theo cái lời của mẹ mình dặn. bữa nay đó, thì à, sáng ra cái người mẹ cũng đã nhìn em nam rồi, kêu em nam thức dậy rồi nói chuyện nó bình thường lắm, nó không có một cái biểu hiện gì cả, thì mới an tâm. cái người mẹ khi mà đi làm xong đó, tự dưng cái người chị này nè, thì lại thấy em mình á sao mà nó kỳ kỳ quá à? thường ngày á, thì kêu nó ra chơi ra săn chơi hay này nọ đó thì nó dai rụp rụp nó ra nó giỡn nó chơi dữ lắm mà sao bữa nay kêu nó nó không chịu nó cứ đòi nằm ở trong buồn hoài à mà thỉnh thoảng á tầm khoảng 30 40 phút gì đó thì nó lại ra nó đòi chơi nó đòi chơi thì nó chơi cũng bình thường nhưng mà khoảng chừng không quá lâu mười mấy hai chục phút hay là ba chục phút gì đó tự dưng cái miệng nó lảm nhảm lảm nhảm mà người chị lẫn cái người em út á vẫn không hề hiểu là bé nam nói gì nói lảm nhảm lảm nhảm mà đôi khi cái mắt của em nam này nè dòm lên một cái là hai người chị với đứa em sợ luôn sao bữa nay em mình nó dữ dằn quá ban đầu thì còn la nghe nhưng mà một hồi là không có dám la luôn cái em nam á, mới đi vô trong nhà và từ đó cho tới chiều đó đôi khi em nam xuất hiện cái kiểu là sau lưng đi ra sau lưng hồi nào không hay mà đi nó nói chuyện cái câu nói trong đầu không thể nào mà nghe được giống như người bị điên á nó chuyện lát nó nháp nhưng mà có những lúc em nam lại trở nên bình thường như mỗi ngày lạ vậy đó cái đêm đó mới đợi mẹ mình về khi mà người mẹ dời đó cái người chị này nè mới cởi lại toàn bộ cái người mẹ mới để ý thì tối hôm đó đó em nam đang ngồi ở trong nhà ăn uống bình thường người mẹ lo để ý như vậy đó cái nó ăn xong ăn xong cái nó đi ra phía trước nó cũng chơi như hàng ngày vậy đó ở trong nhà nghe ban đêm thì không có cho nó ra ngoài săn chơi 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 một hồi cái nó lại láp nháp cái miệng của nó y như hồi trưa vậy đó láp nháp những cái từ mà không sao hiểu được người mẹ cũng quá lo rồi. Và để ý nó từ đó cho tới khuya mà càng khuya thì cái thay về buổi trưa đó thì 30 phút, 40 phút lúc tỉnh lúc mơ. À, lúc tỉnh lúc mơ nói chuyện uh, lắp nháp lắp nháp cho nguyện á. Thì bây giờ đó càng về khuya thì cái hiện tượng đó nó càng rút ngắn cái thời gian lại. Thay vì buổi trưa là 30 40 phút thì buổi tối đó càng khuya thì còn có khoảng mười mấy phút thôi lúc nó, nó, nó bình thường thì nó nói chuyện cũng như ngày thường vậy đó mà tự dưng cái nó lảm nhảm láp nháp đồng thời đó, lâu lâu đó, nó lại dòm ra ngoài nó dòm ra ngoài mà nó sợ dữ lắm dòm ra hướng cây đa đó mặt mài nó kêu bằng tái mét chân nó sợ cái người mẹ cũng lo rồi mới đóng cửa lại không cho nó dòm ra ngoài nữa vô dỗ nó ngủ thì nó ngủ được nha có điều sáng hôm sau á người mẹ cũng không có dám đi làm Mặc dù cái gia cảnh cái thời điểm đó đó nó không đi làm ngày nào là đói ngày đấy. Nhưng mà con mình bây giờ nó như vậy rồi, phải ở lại chăm nó thôi. Thì để ý nó nhưng mà lúc này thì nó không có còn mà lãm nhảm như ngày hôm trước nữa tại vì hiện tại nó bệnh rồi. Và nó bệnh liên tục 3 ngày như vậy. Lúc thì tỉnh, lúc mơ vậy đó. Mà cả người lúc sốt, lúc hông uống thuốc ba ngày nay thì dù là cảnh khổ nhưng mà con mình bệnh người mẹ cũng cố gắng chắc chiêu kiếm tiền này nọ ở nhà đâu có tiền đâu phải đi mượn đầu này đầu kia để mà mua thuốc cho nó uống nhưng mà mua bao nhiêu thuốc uống không hết là không hết trong khi đi thì người ta đi khám đi với cái người thầy thầy người ta coi hay là người người ta cho thuốc thì người ta nói là nó đâu có bệnh gì đâu chỉ là nó suy si nhược cơ thể thôi mà thật sự thì trong 3 ngày nay cái đứa bé này nó yếu Và nó ăn uống không có được nhiều Cái người mẹ mới kiểu mà giống như ở thầy thì Bây giờ hay là cho nó uống thuốc nó mạnh mạnh hơn chút xíu Nhưng mà uống cỡ nào uống Không hết là không hết Và bệnh mỗi lúc mỗi nặng hơn Thì lúc với lại những cái biểu hiện của bé Nam á Nó có những cái biểu hiện khác thường Thì lúc này người mẹ mới nghĩ tới cái chuyện tâm linh À, xin lỗi các bạn một xíu là lúc mà bé nam bệnh đó, là đi lên chạm xá khám nha thời điểm đó thì ở đó đã có chạm xá rồi à, bảo quên xin lỗi mọi người nha đó, thì cái người mẹ nè mới thấy là đứa con của mình nó có những cái biểu hiện lạ mà bệnh thì bệnh không hết lúc này đó người mẹ mới đi qua nhà của cái người gì hai đó, là cái người mà gửi chuyện về đi làm với chồng của vợ chồng dì hai đó thì mới đi tới nhà dì hai là tại vì á, lúc đó là ông nội của dì hai vẫn còn đang làm cái người thầy phép mới dẫn cái đứa nhỏ nè tên nam con của mình nè dẫn qua bên bển nhờ dì hai thì rất là thương gia đình của bé nam cái mới nói ở chị ơi con tôi nó bị như vậy như vậy đó mà uống thuốc hoài không có hết chị hai nói với ông nội á, nếu mà có chị được thì giúp giùm mẹ con tôi chứ mẹ con tôi cũng nghèo khó quá rồi chị biết rồi đó không có đi thầy bà chỗ khác được cái người mẹ này nói như vậy là tại vì mỗi lần mà có cái việc mà cúng bái hay gì đó qua nhờ thì ông nội giúp không không bao giờ lấy tiền bởi vậy dì hai cũng ngại nếu mà có tiền là dì hai cũng không có dám qua làm phiền đâu Tại vì biết qua làm phiền là ông nội không có lấy tiền. Mà giờ con mình nó bệnh mấy ngày trời rồi mà nó không hết, thì buộc lòng phải đi qua thôi. Cái gì hai nghe vậy đó, nói ờ, ở nhà đi, ngồi đây đợi xíu. Ông nội tôi đi ra ngoài giường rồi, nó đi ra ngoài tôi kêu ông vô. Hai mẹ con mới ở trong nhà ngồi đợi. Tự dưng cái đứa nhỏ này nó ngồi trong nhà là lúc lâu lâu cái nữa ở, ở, ở người nó kỳ lắm. Thì cái người mẹ là chắc chắn là con mình dính chuyện tâm linh rồi. Cho nên là đi tới nhà của ông nội ông thầy nè Nó mới có những cái biểu hiện như vậy Cái ông nội đi Cái lúc mà ông nội đi á Thì khi đó là được nghe gì hai cởi lại là Cái hiện tượng cũng như là cái việc mà bữa đó bé Nam đi về Dì hai thì cũng Kiểu thấy ái nái lắm Tại bữa đó là nếu mà mình đưa nó về thì nó đâu có gặp mấy cái chuyện như thế này ý của gì thì muốn đưa nó về nhưng mà do là nó nó sợ quá nó đi về nào gì đâu có hay tới xa tới lúc mà vậy về thì cũng có ghé qua hỏi thì thấy là uh, biết là bé nam về rồi thì cũng nghĩ mọi chuyện bình thường thôi uh, lo bán buôn này nọ thì tự dưng bữa nay cách ba bốn ngày thì cái người mẹ lại đem bé nam qua và cởi lại những cái việc như vậy vậy thấy ai nấy vì mới đi ra ngoài vườn vì cởi hết lại cho ông, ông nội nghe ông nội vừa đi vô mà vừa suy nghĩ á Ủa sao kỳ vậy Cây đa đó đó vậy đâu có vậy đâu Thì vừa ngẫm nghĩ vừa để vô trong nhà Vô tới trong nhà thì ông nội đứng sừng lại luôn Ông dòm vô bé Nam á Cái người mẹ đứng chào ông á Ông không quan tâm luôn Ông dòm thẳng thẳng vô bé Nam Ông dòm mà mặt mày ông châu lại dữ lắm nha Chưa kịp để người mẹ nói cái gì Thì ông thầy ông nói "Bay dẫn uh, ha Mẹ của bé Nam ra ngoài đây ngồi chơi đi Còn Nam á Đi theo ông con Ông nội ông mới lợi ông dẫn bé Nam Mà đi vô trong buồn Cái 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 buồn mà ông thờ cúng gì ở đó Ông không có cho gì hai Hay là mẹ của bé Nam đi vô Một mình ông đi vô trong thôi Ông dẫn tay bé Nam đi vô trong Ông đi vô trong là được khoảng một tiếng đồng hồ đó nha Một tiếng có hơn á hai người ngồi đây xốp ruột ngồi chờ cũng đâu có dám kêu ổng mà lâu lâu thì nghe trong phòng phát ra những cái tiếng mà ông nội niệm chú niệm kinh đó nhưng mà ngoài cái tiếng đó đó nha còn có nghe cái âm thanh cà rè cà rè cà rè không phải tiếng của ông nội vì hãy biết chắn chắc cái tiếng đó là không phải tiếng của ông nội mình hai người đàn hai người đàn bà mới ngồi ở ngoài lo lắng chứ giống như là cái người mẹ thì giống như là ngồi trên lửa vậy đó lo dữ lắm cái qua hơn một tiếng ông nội bước ra trước bé nam thì đi ra sau ông nội đi ra trước thì ông lấy mồ hôi khăn ông lau mồ hôi cái người mẹ mới chạy lại thầy ơi con 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 có sao không thầy ờ, chưa không có sao đâu bay dẫn nó ra ngoài đi tao đi ra sau tao rửa mặt chút xíu rồi tao nói cho biết cái người mẹ thì lo cho con quá mới lặt đặt chạy lại dẫn con đi ra ngoài rồi coi nó thì thấy lúc này nó bình thường lắm nha hỏi cái gì nó cũng biết chứ á nó bình thường lại một cách lạ thường như vậy cũng mừng lắm nhưng mà đặc biệt á, cái gì hai này nè ông nội của mình thì lúc nào gì hai cũng thương cũng quý hết cho nên cái biểu hiện trên mặt của ông nội á gì giờ rất là rõ ràng hồi trước tới bây giờ có những cái người người ta đụng tới cái những chuyện tâm linh á người ta tới để cho ông nội giải quyết thì mặc dù ông nội vẫn có độc chú vậy đó lâu lâu vẫn nghe có những cái âm thanh khác thì biết là ông nội đã nói chuyện với cõi tâm linh nhưng mà qua rồi đó đi ra ngoài thấy mặt mày ông nội bình thường lắm mệt thì có chút mệt nhưng mà bình thường lắm nhưng mà lần này nha thì mặt mày của ông nội kêu bằng xanh xao hết trơn luôn mà hai cái mày lúc nào cũng câu lại giống như là đang lo lắng đang sợ hãi một cái điều gì đó lâu lâu thì lại dòm ra bên ngoài cái vị hai thấy lạ rồi. Cái vị hai mới đi theo ông nội đi ra phía sau. Đi ra phía sau thì thấy ông nội không có giữa mặt. Ông nội đứng, ông nội dòm ra ngoài theo cái kiểu như ông nội đang suy nghĩ cái gì đó mà ánh mắt của ông nội là, là sợ sệt, xanh xao hết trơn, trầm tư lo lắng dữ lắm. Cái vị hai mới lại hỏi ủa nội ơi, có có gì ông nội? ông nội ông quay lại nhưng mà ông dòm ra phía bên ngoài thì ông thấy hai mẹ con đang còn ngồi ở ngoài nữa thì lúc này ông mới nói gì hai á ông nói cái dòng này nó quỷ rồi mà nó thuộc cái dạng quỷ dữ nữa nanh nó dài ngoằng luôn nó tới bốn cái nanh lần ông nội nói tới đâu á là gì hai kêu bằng rỡ người tới đó đó rồi cái gì hai mới hỏi là vậy có cách nào không nội cái ông nội ông mới dẫn về hai bước hẳn ra cái nhà sau luôn tao nói cho mày nghe nha mày đừng có nói cho con hai nó biết mà là... nhưng mà nhất định nó cũng không có nói cho thằng nam biết luôn tại thằng nam bây giờ hồn dí nó không có đủ nó bị hớp hớp hồn rồi tuy là nó vẫn bình thường như vậy đó nhưng mà có lúc nó tỉnh có lúc nó mơi hồn dí nó không có đủ mà bay biết làm sao không thì lúc ông nội nói như vậy đó Nói rất là nhỏ giống như kiểu là sợ ở phía trước gì hai nghe Âu xin lỗi các bạn là mẹ con bé nam nghe cái gì hai mới nó cũng khéo lắm vì hai mới đi ra phía sau một hai bước nữa vì hai mới hỏi nhỏ là nội ơi vậy bây giờ quỷ nó ám thằng nam hả nội phải nó ám còn đỡ cái này nó bắt muốn nó bắt hồn thằng nhỏ bay ơi là nghe tới đó là là là, là dì hai sợ lắm rồi nói nội ơi, nội ơi kiếm cách nào cứu nó nội ơi mẹ con có tội nghiệp lắm nội ơi mày biết hồi nãy mày nghe cái âm thanh về về đó là gì không con quỷ nó hiện ra nói chuyện với tao á trời ơi nói tới câu đó rồi cái gì hai cái bằng đứng cưới ông nội mình luôn mà còn phải sợ đó da gà da ốc nó nổi đầy hết trơn á ông nói ông nội nó con quỷ nó hiện lên nói chuyện với tao á nó bốn cái nanh luôn cái gì hai mới rung rung mới hỏi mở giọng rung á nó nói nó nói sao nội 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 nói nó 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 chịu không nó chịu tha cho thằng nam không nó nói mà không có tha bây giờ nếu mà tao cứu thằng nam đó thì con cháu của tao nó sẽ bắt mấy mạng để nó thấy lại Vì hai cái bằng nghe tới là điên hồn hết trơn á. Nội mà liên tưởng tới ảnh tượng là ông nội đang ngồi trong phòng và nói chuyện với một con quỷ nó hiện lên Bốn cái nanh và nó nói chuyện với ông nội Nó nói nếu mà ông nội cứu cái thằng nam này Là nó sẽ bắt con cháu của ông nội Mấy người để mà thới mạng vào Thì nghe tới cái vấn đề đó đó đầu óc của dì hai cũng như chống rỗng chứ giờ không biết phải xử sự, sự làm sao thì cuối cùng dì hai mới nói là nội ơi còn cái cách nào khác để cứu nó không nội ông nội ông suy nghĩ rất là lâu luôn ông mới nói thôi bay là cái người thường biết nhiêu thôi con để cho ông nội lo ông nội sẽ cố gắng hết sức để mà cứu nó cũng không có làm ảnh hưởng tới con cháu của ông nội à, tụi bay sau này nữa tại vì con quỷ này nếu mà nói chị nó là ông nội chị không có nổi nó thành quỷ quá lâu rồi quá mạnh rồi ông nội chị không có nổi con ơi mà nói tới đâu á vì hai chưa bao giờ dòm thấy ánh mắt của ông nội mình mà trở nên sợ hãi như hiện tại chưa bao giờ gặp cái cái, cái hình hình ảnh đó luôn cái ông nội mới đi ra ngoài trước giờ ông ông vô ông lấy đầu nghề của ông đó đem theo bùa và ông nói với gì mẹ của bé nam á bay đi theo tao dẫn con về nhà đi tao tính cho thì ba người mới đi về nhà Giờ khi mà đi tới cái đoạn đường mà tới cây đa đó nha thì hai người mẹ con của bên anh đang đi phía trước ông thầy thì ông đi phía sau ông đang đi như vậy thì bất ngờ ông sừng lại mặt mày ông kêu bằng tái xanh hết trơn ông dòm lơm lơm trên cái cây cái đa đó lúc đó là ban ngày nha vậy mà ông dòm lên trên cây đa ông thấy nó đang ngồi trên cây đa con quỷ á nó ngồi trên cây đa nó nhe nanh ra mà nó chỉ mặt ông nội nó nói mày mà cứu nó đó tao bắt con cháu mày đó thế mạng vô đó ông nội kêu bằng là sững sờ ngay cái lúc đó luôn quỷ mà hồi đó tới bây giờ ông nội gặp á quỷ mà mọc nanh á là khả năng của ông nội là, là chỉ có thể là bảo vệ được người thôi chứ không thể nào chị được mà con quỷ này cái nanh nó quá dài mà nó cả bốn nanh nữa mà ngay ban ngày nè mà nó còn xuất hiện được ngay trên cây đa đó mặc dù cây đa đó là hồi trước tới bây giờ ông nội đi qua chơi hà rầm không hề có một cái âm khí gì cả mà hiện tại nó ngồi vất vưởng ở trên cây đa mà nó chỉ mặt ông nội nó nói như vậy mẹ của bé nam á với lại đang đi phía trước vậy nè thì thấy tự dưng cái ông nội sững người lại mặt mày xanh sao hết trơn á. Cái mới quay lại hỏi ông nội ông ông, ông có sao không? không? Thì lúc nào ông nội mới nói chuyện mà hơi lắp bắp luôn á. À, không, không không có sao bây ơi, v vô nhà đi, dạy dẫn Nam vô nhà. Là ông nội ông đi vô tại vì mẹ của bé Nam với bé Nam đều không có thấy con quỷ đó, chỉ duy nhất ông nội ông thấy thôi mà ông đi vô là ông không dám dòm lên cái đa luôn nha ông đi vô tới trong nhà đó ông mới kêu đóng cửa lại người mẹ thì cũng đâu biết gì đâu thấy ông nội nói sao thì nghe vậy mới đóng cửa lại thì khi mà đóng cửa ông nội ông mới lấy bùa ông niệm ông niệm xong rồi ông đem ông dán kêu bằng ông dám cửa sổ cửa trước cửa sau bên hông gì đó nóc nhà gì ông dán sạch hết trơn thì thấy ông gián quá trời bùa luôn mẹ của bé nam mới hỏi ủa thầy con con của con nó có gì sao không? mà thầy dán bùa dữ vậy thì lúc này ông nội ông nghiêm mặt lại nghe ông nói với cái thái độ là nghiêm trọng luôn ông nói là bay phải nghe tao nói nè giữ nó nghe giữ nó ở trong nhà đúng 7 ngày 7 ngày sau tao qua chứ bây giờ là tao không có qua được trong 7 ngày nay Giữ nó trong nhà đúng 7 ngày Sau 7 ngày thì tao sẽ có cách cứu được con của bay Người mẹ quá lo mới hỏi là cái nguyên nhân làm sao làm sao Ông nội chỉ nói là quỷ đang theo bắt nó Và nó đang ở bên ngoài Cái người mẹ dòm ra bên ngoài thì không thấy gì cả Nhưng mà ông nội cũng không có cho dòm giáo giác bên ngoài luôn Ông nói là bay không có biết đâu cứ giữ con của bay trong nhà sau 7 ngày thì ta sẽ tìm cách ta cứu nó cho hồn phách nó nó, nó trở rời rồi ta sẽ tìm cách ta cứu nó không có cho nó đi ra ngoài dù chỉ một bước nghe chưa thì người mẹ này quá lo rồi cũng dáng hỏi thêm nhưng mà ông thầy ông ông nội ông giống như có cái điều khó nói ông không có nói được ông nói thì bây cứ nghe tao như vậy thôi bây giờ tao về nhớ nghe đúng 7 ngày không có cho nó bước cho nhà nha thì nói xong ông nội mới đi ra Ông đi ra Trước khi ông đi ra cũng phải dặn lại là đúng 7 ngày Ông đi ra rồi thì Ông gặp con quỷ nó vẫn còn ngồi trên cây đa Và nó dờm lơm lơm xuống ổng Tao nói rồi đó Mày mà cứu nó là tao bắt con cháu mày đó Ông nội không có dám trả lời nó luôn đó Cứ như vậy mà Cái tay ông bấm quyết rồi Ông cầm bùa ông đi về nhà Ông đi về nhà thì dì hai lúc này thấy ông về là cũng lo lắm Sớm giờ là ở nhà trong trước trong sau, đó, trong đứng trong ngồi luôn á Tới khi mà ông nội đi về á Thì thấy ông nội mình sắc mặt còn tệ hơn hồi nãy nữa Thì mới kéo ông nội mình vô Ông nội vô trong nhà rồi đó là cũng chưa có nói gì dì hai chứ Đi vòng vòng dán bùa xung quanh nhà mình luôn Cái điều đầu tiên ông đó tới bây giờ dì hai mới thấy ông nội mình khẳng trương như vậy cái ông nội mới kéo về hai vô trong nó mới nói như vậy nói bay ơi con quỷ này nó dữ lắm rồi ông nội mới kể lại là hồi nãy ông nội đi qua gặp con quỷ làm sao làm sao nó nói làm sao á ông nội kể hết lại cho dì hai nghe cái dì hai mới nói vậy thì bây giờ mình nói cho sao, sao sao nội không nói cho chị cho mẹ của bé nam biết đi để cho mẹ bé nam giữ bé nam không có được ra khỏi nhà thì nội cũng nói rồi con ơi nhưng mà chỉ nói được bấy nhiêu thôi nếu mà mình nói rõ tường tặng á tao chỉ nói là con quỷ nó ở bên ngoài thôi nói mà nói tường tặng á nha thì mẹ của bé nam hay là mấy đứa con của em chị bé nam á không chừng còn còn nguy hiểm nữa cho nên là chỉ nói được vậy thôi có qua được hay không thì phải coi cái số của thằng nam còn tao nè, trong 7 ngày nay tao cũng phải dán bùa tao ở trong đây nữa. Tao không dám đi ra nó Nó biết tao làm bùa ở đó Không cho nó vô nhà bắt cái hồn thằng Nam rồi Nó cũng Theo kiểu là nó cũng muốn hại tao nữa đó Cho nên là tao phải ở trong đây Mà bay cũng vậy, cũng không có được đi qua anh bển nói Bay đi bển nói chẳng những không giúp được cho Gia đình của thằng Nam Mà còn hại bay, hại con cháu bay nữa Thì vì hai nghe vậy rồi là biết ông nội mình đã nói tới cái nước này á có nghĩa là đã hết cách rồi chỉ còn cái biện pháp duy nhất như vậy thôi sống hay chết là nhờ vào cái số của thằng nam thôi người mẹ bỏ hết việc làm đúng 6 ngày tới cái ngày thứ bảy mà đúng là cái số của bé nam tới cái số chết cho nên là nó khiến cái này nó khiến cái nọ không thể nào mà, 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 qua được 7 ngày đó giống như tới số rồi bị nó bắt rồi bữa đó thì người mẹ trong vòng 6 ngày nay thì mặc dù bé Nam á nó có lâu lâu á nhưng mà phải hiếm lắm mới thấy nó mơ hồ hồ chút xíu thôi lý do là gì ông ông thầy cũng có dáng bùa rồi mặc dù nó chưa có đủ hồn vía nó bị hớp hồn cái đêm đó rồi nhưng mà nhờ có bùa của ông thầy đó cái dòng quỷ nó không có tác động vào trong nhà được cho nên là bé Nam rất là hiếm có những cái lúc mơ hồ Thì thấy sáu ngày nay thấy con mình nó đỡ hơn quá là nhiều so với những cái ngày đầu tiên mà nó bị Mà mấy đứa nhỏ nè, mấy bữa nay ở trong nhà đó Có gì cho tụi nó ăn đâu Nấu cháo này nọ không thì nhìn tụi nó Ăn uống không có được trong 7 ngày nay đó, Đứa nào cũng nói hóc hát tội dữ lắm Mà công việc đăng đăng đê đê Nếu mà không làm mà bỏ lâu quá đó Thì Mắc mối hết mai mốt không có cái ăn cho con cái cái người mẹ đó không biết lúc nó khiến làm như nó khiến người mẹ đó chứ thật ra thì người mẹ cũng muốn ở lại để mà bảo vệ con mình dữ lắm giữ nó ở trong nhà không cho nó đi ra khỏi nhưng mà lúc đó nó khiến cái tâm trí bà phải đi làm nó khiến cho bà phải đi làm cho nên là bà đi làm và bà, bà dặn hai đứa con của mình á là hai con ở nhà đó là phải giữ Nam ở trong nhà nghe Không có được cho nó đi ra khỏi nhà Kiểu mà, 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 mà Vừa nói mà vừa hù cho mấy đứa con Mình sợ là phải chắc chắn giữ được Mấy nam ở trong nhà Có điều nó khiến cho cái đầu óc của bà phải đi làm Kỳ cục vậy đó Cái hai đứa con này Cũng dạ dạ thì bắt đầu bà mới đi làm Bà đi làm thì đổ trưa hôm đó đó Đồ ăn Bà vẫn chuẩn bị sẵn rồi Cái người Uh, con lớn á, mới đi vô hâm này nọ thì chị em chơi quẩn quẩn trong nhà không mà bé nam cũng bình thường không có gì lạ lẫm cả nó cũng ở trong nhà nó chơi cái hai chị em cũng ở trong nhà chơi ăn uống xong á cái bé nam ngủ vô trong buồn ngủ thấy em mình ngủ rồi người chị mấy bữa nay cũng không có được bước ra ngoài giống như cái số bé nam chết cho nên nó phải vậy cái người chị á, mới dẫn đứa em của mình á, đi ra ngoài săn ngồi chơi Tại giờ nhưng mà cũng chẳng đóng cánh cửa lại nha. Khiếp cánh cửa lại. Khiếp cánh cửa lại thì hai chị em mới mới ra ngồi ngoài sân chơi. Chơi qua chơi lại chơi qua chơi lại. Đang chơi như vậy đó. Thì không hiểu làm sao á, bé Nam đi ra nào cũng hay. Cái khoảng cách giữa hai chị em với lại bé Nam ở chỗ cái cửa đi ra đó. Nó chỉ cách khoảng 3 4 thước thôi, có điều hai chị em đang chơi bên đây thì quay mặt đi cái hướng khác. Bé Nam nó mở cửa đi ra nào cũng không hay. Thì tự dưng lúc này nghe lên một cái á. Bé Nam là á lên một tiếng. Hai chị em mới quay mặt dòm lại. Thì thấy cái thân thể của em mình á. Đang cái chân của nó chỉ mới bước ra ngoài một chân thôi. Một chân vẫn còn ở trong nhà. Và nó té xuống ngay cái lúc đó cả có nghĩa là nửa người ở bên ngoài và nửa người ở bên trong nó chỉ kịp la lên một tiếng như vậy thôi tới chừng mà hai chị em đi lại rồi đó thì thằng nhỏ nó chết rồi mắt miệng mũi về máu nó chảy tùm lum hai đứa nhỏ mới sợ quá không có dám lợi gần cái người em mình luôn thấy cái hiện tượng nó sợ quá cái mới chạy đi kêu hàng xóm chạy đi la um sùm khóc la um sùm lên la hàng xóm thì hàng xóm người ta mới tụ lại và người ta thấy được cái cảnh tượng đó thì ai cũng giật mình người ta giờ người ta thấy thằng này nó té làm sao đâu mà, 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 mà đến cái độ như vậy chỗ của nó là cái bực thềm cũng quá là, là là ngắn luôn nó chỉ bước vào một chân ra ngoài một chân ở bên trong cái tư thế nó té xuống vẫn quỵ xuống nha à nó quỵ xuống hai chân quỵ xuống sắp xuống nhưng mà máu me tùm lum thì lúc đó đó ai cũng giật mình hết chứ đưa đi mà cứu không có kịp thì cái tin này nó, nó sớm chờ người ta nói với nhau và người ta lật đặt người ta chạy đi người ta kêu người mẹ về lúc đó thì ông nội ông cũng hay và ông chạy qua ông chạy qua thì ông lắc đầu ông nói ông quay về Lúc đó đó, ông mới quay về ổng kêu về hai qua là an ủi cái người mẹ. Cái người mẹ kêu bằng khóc xỉu lên xỉu xuống. Nhìn vô cái cảnh tượng gia đình đó, ai cũng phải thương tâm hết. Cái ông nội ông về, ông nói với dì hai á. Tao không nói cho nó nghe hết được, tại vì nói với nó hết nó sẽ nguy hiểm đến cả nó rồi những đứa con của nó mà bay đi qua bển nói với bay cũng nguy hiểm cho nên là chỉ dựa vào mẹ con nó thôi mà giống như là thằng nam này cái số nó số chết rồi bởi vậy á tới cái ngày thứ bảy rồi mà nó khiến cho mẹ thằng nam đi làm ở nhà nó giặt chết thằng nhỏ dù sao á thì cái chuyện này nó cũng xảy ra rồi ông nội chỉ còn cái cách là đi qua giúp đỡ được cái gì cho mẹ bé nam thì giúp chứ thật ra thì ông nội cũng nó làm hết sức rồi mà nói á, nếu mà cứu cũng không biết sao cứu nữa chị đâu có lợi nổi nó đâu chỉ đợi cho khi mà hồn vía nó đủ á, thì ông nội nhà ông chuẩn bị những cái bùa chú đồ của ổng khi mà bé nam qua khỏi 7 ngày đó thì ông sẽ làm cho cái dân quỷ nó không có lợi gần được và ông cũng làm cho dân quỷ đó nó không có lợi gần gia đình mình được chỉ có cái cách đó thôi nhưng mà cuối cùng á Bé Nam cũng chết là do cái số của nó tới rồi Người mẹ nè than gian khóc lóc thì ông nội ông tội quá đi Có điều lạ một cái là ông đi ra Ông không có gặp cái giống quỷ nó xuất hiện nữa Giống như là nó bắt mạng của bé Nam được rồi Thì nó nó, nó đi đâu mất tiêu Thì lúc này đó Ông nội mới đi ngược ra cái con đường Ông mới dám đi đó Chứ lúc đó là cũng ban đầu là chưa dám đi, ông cũng chỉ ở trong nhà thôi. ổng mới đi ra cái con đường của bé Nam đi về á, thì đúng thật ở gần cái cái đường mương có cầu đi qua mà bé Nam bị rắn cắn á, rắn đâu phải rắn thiệt, kiểu rắn ma quỷ nó 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 nó, nó, nó quá ra còn rắn để cắn mà bắt hồn của bé Nam ông nội đi tới đó rồi dòm xung quanh thì vẫn phát hiện cái đó kiểu mà giống như nó còn quỷ khí quỷ khí nó còn vương vương, vắng thôi chứ không phải là là con quỷ nó còn ở đó và nó đi đâu mất tiêu rồi một thời gian sau luôn cũng vài tháng sau ông nội cũng tới lui coi con quỷ nó còn ở đó hay không nó có muốn bắt thêm mạng của gia đình bé nam nữa hay không thì ông nội cũng không hề thấy không còn thấy nó xuất hiện một lần nào nữa cả cũng không biết cái con quỷ đó là nó ở đâu chỉ biết là ban đầu là nó ở gần cái khu vực ở ngoài đó mà bây giờ nó cũng đã đi luôn rồi. Sau đó đó, thì ông nội ông mới nói thôi bây giờ để tao gọi hồn của thằng Nam về, à, cho bay nói chuyện với nó, à, cũng tội nó quá. thì cái đêm đó đó, lúc đó thì cũng có gì hay ở đó. cái ông thầy này ông mới tới ông gọi hồn và cho nhập vào cái đứa chị lớn á. Nhưng mà ông gọi thì bé Nam không có lên Mà cái người lên á Lại chính là ông nội của bé Nam Cái người mà khi mà bé Nam xảy ra chuyện Ông đã chết 49 ngày trước rồi Ông nội lên Ông nội dòm vô mẹ của bé Nam Rồi dồ dòm Cái đứa Út á Rồi dồ dòm vô cái bàn thờ của đứa cháu á Ông khóc Ông khóc lóc rất là lâu Ông khóc xong này nọ hết trơn á thì ông thầy ông nội nó mới hỏi là sao mà lên tôi gọi thằng nam chứ tôi đâu có gọi chứ uh, cậu đâu mà cậu lên thì theo cái vai cái vai với á là ông ông nội ông thầy á sẽ lớn hơn một bậc so với ông nội của bé nam cái lúc này ông mới ngưng khóc ông mới nói như vậy ông nói đáng lý là tôi đi rồi 49 ngày là tôi đi rồi nhưng mà cái đêm đó đó thằng Nam nó đi về tôi biết con quỷ nó muốn bắt hồn thằng Nam tôi mới dán tôi hiện ra tôi kêu nó tôi kêu nó thì nó quay lại thì nó không có gặp được tôi tôi chỉ kêu cho nó đừng có bước xuống cái chỗ đó đừng có bước xuống chỗ đó nó giữa giò tại vì nếu mà nó bước xuống đó đó là con quỷ nó sẽ quá thành con rắn nó cắn vô nhưng mà nó không phải nó cắn tay cắn chân như rắn bình thường đâu quỷ mà nó quá thành rắn mà nó cắn là nó hớp hồn tôi mới sợ tôi kêu nó hai lần như vậy đó mà cái số của nó là không có qua khỏi nó mới bước xuống đó và nó bị con quỷ cắn con quỷ hớp hồn đó tôi cũng dán Tôi giặt lộn với con quỷ đó Nhờ vậy mà thằng Nam nó mới về được tới nhà Chứ nếu không á, là nó đã bắt hồn thằng Nam Nó bắt mạng thằng Nam ngay cái đêm đó rồi Tới khi mà về tới nhà đó Tôi đứng ở ngoài cây đa đó Là tôi đứng tôi giữ nó đó Nó về nó thấy tôi Nhưng mà nó không biết tôi là ai cho Nó nhìn tôi mờ mà mờ Nó không biết tôi là ai chứ Nó hỏi tôi này nọ Tôi muốn nói với nó lắm mà tôi nói không có được Con quỷ đó nó ngồi trên cây đa đó Là tôi phải dòm lên cây đa tôi canh tôi giữ cháo tôi thì có một cái chi tiết đó, khi mà em Nam đi về gần tới nhà mình gần tới cây đa thì thấy có một cái bóng lúc đó ban đầu đó, khi mà đứng còn ở cách hơn 10 thước thì em Nam nhìn thấy nhỏ giống như là lớn hơn mình chút xíu thôi nó kiểu giống như bạn mình vậy đó nhưng mà thật ra cái đó không phải là bạn mình tới khi mà đến gần thì thấy cái bóng này lớn mà em Nam dòm lên thì thấy mặt mày không có thấy rõ nó cứ là đà là đà Em nam cũng không biết là ai nhưng mà thật ra cái người đó đứng dòm lên cây đa rồi lại quay mặt lại khi mà em nam hỏi quay mặt lại dòm em nam rồi lại quay mặt trở ngược dòm lên cây đa thì ra đó là dòng hồn của ông nội em nam ông mới cởi lại là lúc đó ông đứng đó để mà ông giữ ông không cho cái con quỷ bắt hồn cháu nhưng mà nó mạnh quá rồi chỉ giữ được cái lúc đó thôi cho qua một đêm rồi mấy ngày sau đó tôi giữ được mấy đêm là tôi bị con quỷ đó nó đánh tôi chịu không nổi may mắn mà có thầy vô thầy gian bùa thầy gián bùa nhưng mà cái số nó chết rồi giữ nó ở trong nhà 7 ngày nhưng mà có được đâu con quỷ nó khiến cho mẹ nó phải đi làm mặc dù mẹ nó tâm trí lúc nào cũng muốn là ở nhà để mà giữ bé nam trong nhà không có cho bé nam đi ra ngoài qua 7 ngày đã qua 6 ngày chỉ còn ngày duy nhất nữa thôi nhưng mà không được đâu quỷ nó nó khiến tôi cũng không giúp được luôn nó khiến cho con tôi á đi làm rồi nó bắt cháu tôi ông nói tới đâu á là ông khóc lóc ông than gian tới đó thì lúc này mới vỡ lẽ ra ông nội mới biết được nhiều cái chuyện như vậy ban đầu á, ông chỉ nghĩ là do thằng nam nó đi về và vô tình cái số nó hạp với cái con quỷ ở chỗ đó bởi vậy con quỷ nó mới đeo theo về tới nhà rồi muốn bắt mạng của thằng Nam đi theo cũng không có ngờ là, là 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 ông nội của bé Nam theo giữ mấy ngày nay thì lúc đó ông nội cũng mới hỏi là bây giờ Nam ở đâu mà nó không lên nó còn nhỏ uổng tử nó chết vậy nó ở dưới người ta giữ ở dưới người ta không có cho nó đi bởi vậy không có, có có lên được tôi thì tôi dán tôi lên tôi nói cho biết rồi tôi cũng tới giờ tôi đi rồi thì sau đó đó ổng dòm con của ổng cháu ổng ổng dòm ổng khóc lóc một lát á thì ổng mới đi ổng đi xong rồi đó vì hai kêu bằng rơi nước mắt luôn chỉ biết khuyên mẹ của bé nam cố gắng mà vượt qua cái 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 cú sốc lần này thì dù sao cũng còn hai đứa con mẹ của bé nam cũng dáng gượng dậy làm việc để mà lo cho hai đứa con của mình phần gì hay thì gì thương quá gì tội cho nên là về sau á gì rất là hay mà giúp đỡ cái gia đình này còn sau này á ông nội cho tới khi mà ổng ông qua đời luôn thì ổng ông cũng không có hề thấy cái dòng quỷ nó hiện giờ gì cả và con cháu của ông nội cũng không có ảnh hưởng gì cả giống như là cái dòng quỷ này nó về nó hợp số hay là sau đó với bé, bé nam căn duyên làm sao đó mà nó nó, nó gặp nó bắt bé nam rồi nó bắt bé nam xong rồi nó cũng đi luôn nó không có phá pháy hay là nó hiện ra để làm một cái gì hại tới gia đình của ông nội hay là gia đình của bé nam còn lại cả nó thì cái câu chuyện này nè khi mà em á, em điện thoại cho bảo em cởi lại á mà cái lúc đó tự nhiên em cởi bên kia mà bảo ngồi bên đây bên nghe đó mà đồng thời hai người đứa em kia em, em nói là uh, trời ơi em cởi cho anh nghe mà em nhớ lại cái lời cởi của cái gì hai em rợn ngốc hết trơn mà trước cái câu nói đó của cái em đó đó là bảo bên đây bác con rợn rồi rợn người hết trơn nó quỷ gì mà thấy ghê vậy trời ban ngày ban mặt mà xuất hiện ngồi ở trên cây đa mà chỉ mặt ông thầy là, là mày mà bắt mày mà bắt uh, mày mà cứu nó đó tao bắt con cháu mày đó mà có nanh cái kiểu đó thì nó quá dữ dằn rồi Nói chung thì ông nội cũng đã làm hết sức rồi Để có thể cứu thì nhầm khi thầy người ta gặp cái trường hợp như người ta sợ người ta đâu có dám đụng vô Mà ông nội cũng dán hết sức đi qua dán bùa các kiểu đó nói chung là đã làm tròn cái 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 việc của mình rồi Còn bé Nam này đó thì người mẹ đã giữ 6 ngày Và dự định trong đầu là luôn muốn giữ cho hết ngày hôm nay là ngày thứ bảy Vậy mà trời đất ơi nó khiến Dòng quỷ đó nó khiến Nó khiến cho người mẹ là Mặc dù là rất là thương con Rất là muốn giữ con Nhưng mà nó khiến Cho cái người mẹ phải đi làm Giống như cái số em nam là cái số chết Không thể nào tránh khỏi vậy Rồi Câu chuyện đến đây là kết thúc à, Và các em gửi chuyện về đó Em còn một câu chuyện nữa Và một cái câu chuyện đó Cũng rất là hay Bảo sẽ cởi vào những tập sau à, Cảm ơn em đã gửi chuyện về cho anh à, Chúc em và gia đình được à, vui khỏe rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo